Hồng Phạm xin chào tất cả quý bà con, cô bác và anh chị em. Hôm qua mình đã cập nhật được tin tức mới là Thủ tướng Đức đã phải cách ly tại nhà và đã phải cách ly ở nhà và hiện nay và làm việc tại nhà và không được đi ra ngoài. Vì lý do hôm thứ sáu vừa rồi, tuần vừa rồi, tối thứ sáu bà đã có mặt tại bác sĩ về việc gì đó. Và đến xe tối ngày chủ nhật thì bà đã nhận được thông tin là bác sĩ hôm thứ sáu vừa qua bà đã đến và ông đã bị nhiễm bệnh coronavirus do bác sĩ khác đã thử nghiệm của bác sĩ và cho biết rằng bác sĩ này đã bị nhiễm. Ngay lập tức ngăn chặn những người đã có mặt vào ngày thứ sáu ở nhà bác sĩ, tất cả sẽ bị cách ly tại nhà, không được đi ra ngoài khỏi cửa khoảng 2 tuần lễ và chờ xét nghiệm xem thế nào có bị nhiễm hay không. Chính vì thế bà tổng thống đã chấp hành đúng hiệu lực và bà đã ở nhà và làm việc tại nhà và bà thường xuyên để xét nghiệm nhiều lần coi cái kết thế nào. Và cũng ngày thứ sáu tuần vừa rồi mình cũng đã có thêm cập nhật thêm một cái tin tức là lợi dụng tình trạng nhiễm coronavirus, bọn lừa đảo đã giả danh của sở y tế đến bấm chuông và kiểm tra tất cả mọi người ở đây, kiểm tra nhiệt độ xem có người bị sốt hay không. Và họ nói rằng sau khi làm xong thử nghiệm thì mọi người cần phải trả tiền ngay, nếu không thì sẽ trả phạt tiền, sẽ bị đóng tiền thêm và sẽ bị phạt. Và mỗi một người thử nghiệm thì phải trả với giá 300 euro một người. Và cũng có tình trạng là bọn lừa đảo này gọi điện đến nhà của những người nằm ở bệnh viện và đã lợi dụng những người này, và họ đã gọi điện đến cho những ông bà già ở nhà để nói rằng đưa tin nhờ chuyển giùm là cần người nhà cần sự giúp đỡ, cần tiền để điều trị cơn nhiễm virus và người nhà cần phải để sẵn tiền ở trước cửa và sẽ có người nhân viên đến lấy và đem đến cho người thân của ngài sau. Người ta cũng Những người ông bà già này người ta cũng dị nghị mặc quần áo, đeo mặt nạ giống y những người làm việc trong bệnh viện, những người thử nghiệm bệnh nhân thì cũng giống như những cái người kiểm tra đó, nên người ta cũng nửa tin nửa thật. Sau đó người ta đã gọi điện và hỏi thì bọn lừa đảo này đã bỏ chạy. Chính vì thế, trong thời gian này, mọi người cần phải cảnh giác. Trong lúc này, đừng mở cửa khi có người lạ bấm chuông hoặc gọi điện hẹn đi thử nghiệm. Hẹn đến nơi nào đó để thử nghiệm bệnh dịch thì đừng đi nhé. Và bọn lừa đảo này đã và
ở tiểu bang Niedersachsen đã xảy ra. Nhóm lừa đảo này gồm có 3 người và ăn mặc đồng phục khẩu trang, trông rất giống những người khi hành nhiệm vụ. Sẵn đây mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn được được biết về số ca nhiễm ở Đức hiện nay thế nào nhé. Ở tiểu bang Nordrhein-Westfalen là hiện nay có 8.011 ca nhiễm và 40 ca tử vong. Tiểu bang Bayern đã có 4.892 ca nhiễm và 26 ca tử vong. Baden-Württemberg đã có 4.300 ca nhiễm và 23 ca tử vong. Niedersachsen thì 1.586 ca nhiễm và 4 người đã tử vong. Tiểu bang Berlin có 1.077 ca nhiễm và 2 ca tử vong. Trong số 16 tiểu bang ở nước Đức thì có 5 tiểu bang có số ca nhiễm rất cao. Mình xin chia sẻ. Còn những tiểu bang khác thì con số ít hơn và số thấp. Tổng cộng ca Tổng nhiễm cộng đã lên tới 26.159 ca và có 106 ca tử vong. Và trong số đó thì có 266 ca được xuất viện khỏe mạnh. Chính vì thế, ở tiểu bang, có rất nhiều tiểu bang đã đưa ra những hiệu lực ngăn cấm đi ra ngoài. Ở tiểu bang Bayern thì chính phủ đã công bố là những trường hợp được đi ra ngoài là đi làm, xí nghiệp, đi khám bác sĩ và đi chợ mua thức ăn. Ngoài ra, những trường hợp khác đều phải ở nhà hết trong vòng 2 tuần lễ. Đến ngày 3 tháng 4 là hiệu lực đến ngày 3 tháng 4. Ngoài ra, nếu những trường hợp khác không có giấy thông hành đi ra đường là sẽ bị hình phạt đích đáng với giá từ 100 euro, 300 euro và có thể lên đến 25.000 euro tùy theo trường hợp sẽ bị nộp phạt. Còn những tiểu bang khác thì là cũng cho những người đi làm, đi khám bác sĩ và đi chợ mua thức ăn. Ngoài ra, được đi hít thở không khí trong lành, đi cùng với gia đình, trong người trong nhà, cùng sống chung một nhà thì được. Và không được ngăn cấm, không được trò chuyện từ 2 người trở lên. Và không được đi dạo chung với người không sống chung. Những trường hợp đó ngăn cấm. Và mình đã được biết cho đến ngày hôm nay thì ở tiểu bang Bayern cái số ca tăng nhiễm đã dừng lại, đã tăng không cao như những ngày hôm trước vì đã ngăn cấm rất thỏa đáng, ngăn cấm chính xác và mình cũng hiệp lực đồng ý về vấn đề ngăn cản không cho mọi người ra đường. Rất hợp lý, hợp pháp. Vì thế con số ở tiểu bang này đã không tăng cao như những tiểu bang khác như Nordrhein-Westfalen. Và một lần nữa, mình xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác
và anh chị em đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và khỏe mạnh trong thời gian này. Là mình Xin làm cảm dây ụt ơn này bỏ vô quý thơ, vị. mình bỏ vô tủ đông á, rồi xong khoảng 1-2 tiếng á, lấy ra mình ăn. Trước khi mình ăn mình lấy ra khoảng 10 đến 15 phút mình để ra ngoài, rồi sau đó mình ăn ngon lắm các bạn.